mùa ngô robot siêu rẻ trên lịch tín hãy đến ngành top robot từ vn với vòng quay robot mandica cơ hội nhận đến 8.000 robot. Còn chân chơi thì nhớ hãy đến top robot từ vn để đặt mật buổi ca lời và nhiều sử dụng buổi khá. Ok, và hello anh em, chúng ta quay trở lại với nhau rồi. Và thì anh em đang để ý đến cái số level của mình đúng không? Anh em biết tại sao mình không cày nó lên 1850 mà để nó ở 49 không? Bởi vì mình đang muốn làm cho anh em cày đấy. Chả xấu à? Mày muốn chết đúng không? Thôi, thì đó không phải là vấn đề chính của video mà vấn đề chính của video ngày hôm nay. Đấy chính là trong video mình sẽ tặng gift code đấy. Và thì trong cái video này mình sẽ để ngẫu nhiên một cái gift code và anh em có thể nhập gift code đấy để lấy Robux free và nó ở ngẫu nhiên ở trong một cái đoạn nào đó trong video. Và mình sẽ cho anh em 5 giây để anh em xuống anh em like, subscribe, đăng ký kênh, nhấn nút chuông nhá. Nhớ like, subscribe, đăng ký kênh, nhấn nút chuông thì chúng ta mới bắt đầu có code nhá. Rồi, bây giờ mình sẽ cho anh em 5 giây này. Rồi, anh em đăng ký chưa? Like chưa? Rồi, code đã xuất hiện rồi đấy. Bây giờ anh em chỉ việc ngồi xem video và xem có code không thôi. Rồi, thì cái vấn đề chính của video ngày hôm nay đấy chính là về cái bảng start thôi anh em. Bảng start là một trong những cái từ cực kỳ quan trọng trong tựa game Block Free. Thì cái bảng start này khi mà anh em mới chơi game ấy thực sự là không biết phải cộng như thế nào. Đấy, và ngày xưa khi mình mới chơi cũng thế. Anh em cứ tưởng tượng đó chính là ngày xưa mình mới chơi, mình cứ tưởng tượng như cái bảng start này là một kiểu rick roll mới vậy. Và anh em chợt nhận ra đó chính là anh em vừa bị mình rick roll. Ok, thì không nói nhiều nữa. Thì những cái bảng start nào là phổ biến ở trong tựa game Block Free thì mình sẽ gọi là tổng hợp lại cho anh em những cái bảng start được rất nhiều người sử dụng và nó sẽ gọi là ứng dụng cho anh em vào rất là nhiều trường hợp. Ok, đến với cái bảng đầu tiên nào. Ok, về cái bảng đầu tiên của chúng ta, đây chính là mắc đi phim, mắc melee và mắc kiếm. Đây là một cái bảng start mà cực kỳ phổ biến và đến gần như là khoảng 80% anh em sử dụng cái bảng start này. Thì cái bảng start này nó có đây chính là mắc máu cũng như là mắc melee. Đấy là hai thứ rất quan trọng. Và gần như tất cả các bảng start đều theo một cái mô típ chung là như thế. Đấy, cho nên là mình sẽ gọi là đưa cái bảng start này đầu tiên bởi vì đây là cái bảng start nó rất là phổ biến và cũng như là làm nền móng cho các cái bảng start khác. Ok chưa? Thì khi anh em mà mắc kiếm ấy, mắc kiếm, mắc melee và mắc máu thì anh em gọi là farm cực kỳ ngon luôn. Nhất là khi anh em sử dụng những trái hệ Logia cũng như là những trái như Phật tổ các kiểu đấy. Thì những cái trái đấy nó không có khả năng thực chiến nhiều cho nên thường người ta sẽ không cộng nó vào trái quỷ mà người ta sẽ cộng vào kiếm để có thể combo tốt hơn. Đấy, thì nó farm rất là ngon. Nếu như anh em cộng cái bảng start kiểu mắc máu, mắc melee, mắc kiếm ấy thì cái số tiền anh em farm được nó sẽ cực kỳ nhiều. Và cứ cho là một melee trong game sẽ bằng 2 đô ngoài đời đi, thì cái số tiền anh em cày được từ bây giờ đến khi game sập cũng không thể nào bằng Mr. Beast được, nhưng mà nó cũng đủ để anh em tiêu từ giờ đến cuối đời. Không, thực ra đến đời con, đời cháu, đời chắc chít, đời đến 1.000 tỷ năm sau cũng không thể hết được nếu như một belly trong game này là bằng 1 đô ngoài đời thật. Thì có vẻ bây giờ mình đã có một số tiền khá là lớn rồi. Yep, mình đã có một số tiền khá là lớn rồi. Nhưng mà mơ thì mãi là mơ thôi. Anh em đừng mơ nữa. Tỉnh dậy đi. Wake up. Wake up. Wake up. Ồ, cho nghỉ mẹ một đi. Rồi, đến cái bảng start thứ hai đấy chính là bảng start mắc máu, mắc melee và mắc free. Thì đây là một cái bảng start nó trái ngược lại với cái bảng start đầu tiên. Bảng start đầu tiên chúng ta mắc máu, mắc melee, mắc kiếm. Thì đây nó sẽ là mắc máu, mắc melee và mắc free. Thì cái này là chỉ sử dụng cho những trường hợp những cái trái nó có khả năng combo cao. Ví dụ như Venom, mắc ba hay là những cái trái như Dragon. Là những cái trái đấy nó có tính thực chiến cực cao. Cho nên là thường người ta sẽ không sử dụng kiếm mà người ta sử dụng đó chính là cái trái ác quỷ. Đấy, thì những cái đó đam rất là to cho nên là thường như thế. Thì nói chung là nó cũng có những cái điểm mạnh khá là ngon. Nhưng mà nếu như mà để so với cả bảng mắc kiếm thì thực sự là mình vẫn thích bảng mắc kiếm hơn. Bởi vì cái bảng đấy combo nó sẽ đơn giản hơn và mạnh hơn là mắc free. Nhưng mắc free mà ai mà sử dụng thuần thục những cái trái như Dragon cũng như là Venom thì thực sự nó rất là nguy hiểm. Đấy, cho nên là không còn gì để nói nhiều đâu. Nó y hệt cái bảng mắc kiếm thôi.
chỉ là lần này nó mắc phôi lên đấy, ok chưa? Rồi đến với cái bảng thứ ba, cái bảng start này thì thực sự là nó cũng rất là ngon. Đây chính là bảng mắc melee, mắc máu, 1.000 điểm vào kiếm và 1.000 điểm vào free. Thì thực sự đây là một cái bảng nó phân bố khá là đều. Đấy chính là chúng ta vừa có thể sử dụng chép quỷ mà vừa có thể sử dụng kiếm. Thì đây là cái bảng start được khá là ít anh em sử dụng, mà chỉ chiếm khoảng 20% là anh em sử dụng cái bảng start này thôi. Cái bảng start này thì mình thấy nó sẽ ổn hơn, bởi vì nó sẽ sử dụng được khá là nhiều, nhưng mà nó phân bố đam sẽ không được đều. Bởi vì là những cái kiếm mà dồn đam mạnh thì chúng ta sẽ không phát huy được hết sức mạnh của nó, mà những cái trái nó mạnh thì ta cũng không thể nào phát huy được hết sức mạnh của nó. Mà cái bảng này thường thì sử dụng cho những người thuần thục cả kiếm và free cùng một lúc, thì người ta có thể căn đam dễ hơn. Đấy, cái bảng này thì được khá nhiều con tiên tờ sử dụng. Nhưng mà cái bảng này, những anh em nằm ở farm ấy, thì tốt nhất là anh em nên sử dụng cái bảng mắc kiếm, mắc free, hoặc là cái bảng mà mình sắp nói tới đây. Ok, cái bảng tiếp theo. Cái bảng này cũng là một bảng được khá là nhiều người sử dụng, và gần như là gần bằng cái bảng mắc kiếm đấy. Đây chính là bảng mắc máu, mắc melee và 1.000 điểm vào súng và 1.000 điểm vào kiếm. Đây là một cái bảng mà mình thấy cực kỳ nhiều người sử dụng, bởi vì đây là một trong những cái bảng mà nó phân bố khá là đều về khả năng sử dụng súng cũng như là khả năng sử dụng kiếm. Và hai cái thứ này combo thì rất là ngon luôn. Mình nói thật với anh em, đây là cái combo rất là ổn đến từ súng. Chúng ta có thể kể đến như súng acid này. Đó là những khẩu súng cực kỳ ngon để anh em combo. Và cái bảng start này là một cái bảng start rất là ổn để cho anh em sử dụng. Và cái này nó cũng có thể sử dụng để farm được đấy, bởi vì là nó cũng như cái bảng mắc kiếm thôi. Đấy chính là anh em có thể sử dụng những cái trái như lai hay phật tổ để anh em farm. Vì lúc này anh em sẽ không cộng vào trái ác quỷ, cho nên là sẽ không cần phải sử dụng những cái ác quỷ mạnh làm gì, bởi vì anh em có sử dụng nó cũng chả có đam đâu. Cho nên là anh em có thể tập trung vào những cái trái farm hơn đấy. Và khả năng PvP của anh em cũng được tăng khá là cao nhờ cái súng. Rồi thì cái bảng thứ 5 của chúng ta cũng là một bảng khá là ngon. Đây chính là bảng mắc melee, mắc máu, mắc súng và mắc free. Thì thực sự là cái bảng này rất ít người sử dụng, nhưng mà theo như mình thấy vẫn có một số ít bounty hunter sử dụng. Đó chính là khả năng combo giữa trái mochi cũng như là súng acid. Thì tại sao mình nhắc về súng acid nhiều như vậy? Bởi vì cái súng này nó combo khá nhiều. Kabucha đấy anh em ạ. Đấy, súng acid Kabucha là những cái súng, loại súng mà combo rất là nhiều. Và mình thấy đa phần các con tiên tờ đều sử dụng hai cái loại súng đấy. Và thì Frui thì chúng ta cũng đã biết rồi, rất là nhiều cái trái quỷ nó có khả năng combo cực mạnh với súng. Chúng ta có thể kể đến như trái mochi, trái dragon, và tất nhiên là không thể thiếu trái Venom. Bởi vì Venom hôm nay đang trở thành một trái quỷ combo rất ngon, cực kỳ ổn, cũng như là trái đo và trái lớp. Đấy, cho nên là cái bảng này thì được ít người sử dụng hơn, nhưng mà mình cũng phải cho vào bởi vì là nó cũng khá là phổ biến với một vài người. Thì đó là những cái bảng start mà mình thấy được sử dụng rất là nhiều ở trong tựa game Black Fruit. Và tổng kết lại, mình vẫn khuyên anh em nên sử dụng cái bảng start đấy chính là bảng mắc kiếm, hoặc là sử dụng bảng 1.000 kiếm, 1.000 súng. Đó chính là hai cái bảng mà mình recommend cho những em mới chơi game. Đấy, nhưng mà mình vẫn khuyên anh em hơn đó chính là sử dụng bảng mắc kiếm thì vẫn tốt hơn nhá. Đấy là mình nói cho anh em mới chơi, hoặc là những em mà chơi lâu rồi, cách để cộng start. Bởi vì bây giờ vẫn có nhiều bạn khá là đắn đo trong việc cộng start. Và đừng hỏi thằng bạn thân, đừng bao giờ hỏi thằng bạn thân chuyện cộng start anh em nhé. Mình đã từng cộng 100 điểm vào súng, 100 điểm vào free và 100 điểm vào kiếm vì thằng Nhật. Mình như đầu video mình đã nói đấy, chuyện cộng start đối với những anh em mới chơi không khác gì chuyện Rickroll phiên bản Block cả. Cho nên anh em đừng bao giờ tin thằng bạn thân, hãy xem video này. Và nếu như thằng bạn thân của anh em nó nói với anh em đấy chính là cộng tất cả, cộng điểm chia đều ra cho các bảng đấy, chia đều ra cho 5 bảng, thì tốt nhất anh em nên vả thẳng vào mặt nó và bảo là ta không bị Rickroll đâu. Không bao giờ bị Rickroll theo kiểu Blockfruit nữa đấy. Ngày xưa mình đã
Hồi đó còn chưa có Fragment và mình đã tốn rất là nhiều Robux để có thể reset bảng start lại. Cho nên hôm nay mình làm cái video này để cho những anh em thích cộng start hoặc là cần một bảng start mạnh để vừa PvP vừa farm có thể chơi nhá. Còn lại thì anh em đừng bao giờ tin lời thằng bạn thân. À và thì anh em cũng đã tìm được cái git code chưa? Nếu như tìm rồi thì mình có để link nhập ở dưới phần comment, mình có ghi ở trên đấy. Anh em có thể vào cái link đấy và anh em nhập cái gift code vào, chúng ta sẽ được nhận Robux free. Và với rất là nhiều lượt nhập và cái số lượng Robux cũng khá là nhiều, cho nên anh em cứ nhập thoải mái đi. Đấy, ok. Nếu như mắc Robux thì anh em không nhập được nữa thì thôi, cái này dù gì nó cũng là có số lượng có hạn. Thôi kệ nhá. Thì chắc là cái video của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Nếu anh em thấy hay, like, subscribe kênh mình. Đấm nano like, đấm nano subscribe, đấm nano chuông để thể nhận nhiều thông báo khác nhé. Và nếu như anh em thấy cái video này thực sự bổ ích cho anh em thì hãy để lại comment bên dưới cho mình biết nhé. Và giờ thì bye.